Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đồ Bãi trong video buổi sáng thứ hai ngày đầu tuần. Hôm nay là 20 tháng 5 rồi, các bạn lại chuẩn bị hết một tháng rồi. Một ngày mới, một tuần mới, kính chúc các bác mọi điều bình an. Em lại tiếp tục lên các sản phẩm nồi cơm, mong các bác tiếp tục tin tưởng ủng hộ và chia sẻ rộng rãi kênh Ma Cao Đồ Bãi lên các cái trang mạng xã hội như Zalo, Facebook của mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Được sự tin tưởng ủng hộ của các bác nên là các cái sản phẩm em lên trong ngày đều được các bác gần như ủng hộ hết cả, nên là hai vợ chồng em cũng chỉ biết nói hai từ cảm ơn chân thành nhất gửi đến tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh video cũng như là theo dõi kênh video của nhà em. Rồi thì trước khi vào video, vẫn như mọi lần thôi, em dành ra 1-2 phút thì em chia sẻ về cái nồi cơm nội địa Nhật. Thứ nhất là nồi cơm nội địa Nhật nó phải sử dụng qua điện áp 100 110 V, không thể sử dụng trực tiếp qua điện 220 V được, nên các bác bắt buộc phải sử dụng qua bộ đồi điện từ 220 V xuống 100 V. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nồi cơm điện là cao tần nó sẽ nấu thời gian dài hơn là nồi mâm nhiệt các bác nhá. Đấy, nồi nấu dài hơn. Vấn đề thứ ba là nồi cơm chúng ta đang mua nó là nồi cũ các bác nhá, là nồi cũ, là nồi đã sử dụng rồi nên là không thể tránh khỏi những vết xước móp bên trong hay bên ngoài. Đấy là cái việc mà các bác cân nhắc trước khi mua. Cái tiếp theo là trước khi mua các bác cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ trước khi mua về dung tích 1 lít thì nấu được tối đa 3 bát gạo, 3 lon gạo, và lít 8 nấu tối đa là 5 bát gạo, và nửa lít là tối đa là một nửa lít là tối đa là 1 lon rưỡi các bác nhá. Đấy là cái về cái dung tích, thứ hai là về màu sắc, thứ ba là công năng sử dụng cũng như là cách thức nấu ăn của từng cái nồi một, nên các bác nghiên cứu thật kỹ trước khi mua. Bên em bán hàng có bảo hành các bác nhá, không nhận cọc, bao ship toàn quốc, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Đấy là tất cả các sản phẩm bên em trước khi gửi đến tay các bác đều được nấu cơm ít nhất một lần và nồi áp suất em bao xì cho các bác nhá. Đấy là cái vấn đề mà về bán hàng bên em, đây là số điện thoại và Zalo để mua hàng. Bên em bán hàng không nhận cọc, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán bao nhiêu, giá em bán nó có cả giá cước rồi. Bên em có bán thêm bộ đồ điện của công ty ổn áp standard Việt Nam, công suất từ 220V xuống 100V, điện áp từ 220V xuống 100V với công suất 2kVA 3kVA. Đấy, dây đồng, dây nhôm và vỏ sắt, vỏ nhựa có nhá, vỏ sắt, vỏ nhựa. Đấy, vỏ sắt vỏ nhựa thì với vỏ sắt chênh nhau 50.000, đấy, vỏ nhựa thì đắt hơn, vỏ sắt thì rẻ hơn. Đây ví dụ đây, vỏ nhựa 2kVA, vỏ sắt 2kVA này là 500.000, còn thì vỏ sắt là vỏ nhựa 2kVA là 550.000. Vỏ nhựa này thì nó thiết kế nó theo hình thẳng đứng nên để ở khu bếp của mình nó rất là gọn gàng, nó không bị mất nhiều diện tích nhá. Đấy, thứ hai đấy, là nó màu trắng, nó trông sang trọng hơn. Đấy, đây là bộ 3kVA các bác nhá. Đây 3kVA bộ nhựa này là 650.000. Thì nên em giới thiệu về cái bộ đồ điện là như vậy, thì các bác có nhu cầu thì có thể là ủng hộ vợ chồng em nếu như mình chưa có các bác nhá. Em đóng hàng thì lúc nào em sẽ đóng làm 2 đơn, nguồn 1 đơn và nồi 1 đơn các bác nhá, để tránh tình trạng hàng nó nặng thì bên shipper họ quăng quật nó bị hỏng hàng, nó vỡ hàng. Đấy, mặc dù bên em vẫn là bao cước nhưng mà bên em vẫn phải chia đơn các bác nhá, chia đơn để làm sao sản phẩm đến tay các bác là nó được đẹp nhất. Và em vào việc luôn nhá. Đấy, đầu tiên nên là một em Sanyo màu trắng nhá, không xì các bác nhá, không xì, test rồi. Đấy, phải đúng xoong đúng giò của nó nhá. Hôm trước con này em đã lên rồi đấy ạ, lên giò lên rồi nhưng nó bị xì, hơi xì xì không xử lý được. Đấy, nhưng hôm nay đã tìm được cái giò xịn của nó luôn, chuẩn của nó luôn, lại sẽ không xì đấy nhá. Đấy, đây là giò 25G nhá, hôm trước là giò XB, nó khác nhau. Đấy, áp suất bi này, bên trong sạch bóng này, bên trong sạch bóng nhá. Đấy, không xì nhá, giò xanh mướt nhá, giò xanh mướt nắp phụ đầy đủ, giò phụ đầy đủ này, áp suất bi. Đấy, đây là một em Sanyo cao tần áp suất bi. Đấy, giò xong thì không phải bàn, rất dày đáy, có sức một chút xíu nhưng mà lòng cực kỳ dày nhá. Đấy, lòng dày 5 lớp, lòng hai đáy con này cũng gần như cái song của thằng Sanyo mật quỷ đổi màu. Đấy, bên trong lòng đây. Đấy, nhằm ngắm giúp em nhá. Đấy, ngắm giúp em này, nào đi lên đây nhé. Bên trong này sạch sẽ quá nhá. Bây giờ 6 giờ 49 phút pin bếp ngon lành rồi này, màn hình lớn nhá, Sanyo. Màn hình lớn. Đấy, đấy đây nhá. Bên trong sạch đẹp này. Không xì quá nhá. Sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200, có mã là gì đây? ECG XVK100. Đấy. Viền chrome nhá. Đấy, đáy điện này là không bể vỡ này. Đấy. Mặt mũi thì đây có một tí xước ở đây của mép này nhá. Điện nó ok, test áp suất cho bác ngon lành rồi. Đấy, nấu đây. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu đây, hủy này, hâm này. Đấy, hủy này, chọn gạo này, hủy.
các phím ở chức năng hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp. Mã số 1 Sanio nhá, nòng vàng nhá các bác nhá, mã số 1 ngày 20 tháng 5 được các bác 920k, ngày 920k các bác nhá. Sanio cao tần áp suất bi đấy ạ. Sanio nhá. Tiếp theo là bác Yoshi. Thương hiệu vua ở bếp Nhật Bản, thương hiệu cơm ngon Nhật Bản. Đó, Yoshi này. Đấy, thành quách đây. Sản xuất năm 2019 các bác nhá, 2019 dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105 các bác là PVI 10. Đấy. Đây hơi cấn một tí này, Mỹ in Japan nhá, Mỹ in Japan đây. Thành quách đây, cắm giúp em. Đấy. Mặt mũi con này đẹp nhá. Bây giờ 6 giờ 49 phút này, mặt mũi rất đẹp nhá. Mặt mũi rất đẹp. Tất cả các dòng nồi cao tần Nhật thì các chức năng nấu nó xem nhau các bác nhá. Đấy. Hủy này. Đấy. Đấy. Thơm cơm này. Đấy. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Đấy. Hủy này. Đấy. Menu này. Chuông còi nhá. Đấy. Hâm này. Nấu này. Hâm nhanh 8 phút đi ạ. Nấu này. Đấy. Con này là nó chỉ có kích thước các bác nhá. Đấy, không có về các bác là bảo sao nó không có nhạc. Đấy. Nghe thấy không ạ? Em đã báo rõ rồi nhá. Đây này. Nấu này, tít này. Đấy. Thủy này, kêu rất to nhá. Đấy. Menu này, kêu rất to bác nhá. Các phím chạy hoạt động ổn định kêu rất to luôn. Đấy. Dây còn đẹp này, 2019 thành quách còn đẹp này. Đấy. Mặt mũi đây. Đẹp chưa ạ? 2019 các bác nhá. Răng này cực kỳ xanh rồi, xanh mướt nhá. 2019. Đáy đẹp này, đáy đẹp này. Trong đẹp này, trong đẹp, đáy đẹp trong đẹp nhá. Được chưa ạ? Có vết xước do quá trình sử dụng thì có nhá, chấm chóc nào không? Bên ngoài này. Bên trong đây. Bên trên đây. Long xanh, nòng đẹp, ngoại hình đẹp nhá, đời cao 2019. Để bác con này bao nhiêu? Mã số 2. Ngày 20 tháng 5 để bác con này 950k có nhá. 950.000. Đấy, nên bác một em Tiger xoong gốm đây nhá. Tiger xoong gốm, cơm cháy 3 cấp độ đây, cơm cháy 3 cấp độ nhá. Đấy, con này thì vận chuyển thì nó bị vỡ đáy đây nhá. Vỡ đáy đây, dán dán lại. Vỡ đáy, cái này là người ta đã dán rồi, không phải là mình dán. Đấy, về là vỡ người ta dán 502. Em dán gì đây. Đấy, không ảnh hưởng gì mà đây. Không nhìn thấy đâu nhá. Đây em để đằng sau đây. Đấy, vỡ đáy ở dưới nhá. Đấy. Thành quách đây. Sản xuất năm 2007, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1180W, Mỹ in Japan. Đấy, có mã AZKEFH100. Đấy, thành quách đây. Có sức nano nhá, có sức nano mặt mũi đây. Mặt mũi đẹp này. Đấy. Trên này có cấn đây một tí này. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Điện nó ok nhá, cơm cháy 3 cấp độ. Nấu này. Đấy. Cái này đến bắt đầu nó sung, tạo sung thì nó mới chạy quạt gió các bác nhá. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Đấy. Menu này. Ok các bác nhá, các phím hoạt động tốt. Chuông còi kêu tốt nhá. Dây còn hút tốt này. Đấy. Long xanh này. Cho này đằng ngoài không? Đây, long xanh. Long xanh em bác nhá. Long xanh. Đấy, mặt xi, mặt sau đánh sạch này. Đấy. Nòng đây. Đấy. Nòng đây các bác nhá. Nòng đây. Đấy. Đây là test nước này. Canxi vẫn bám này. Để em nào đi con xem nha. Nào đi là sạch này. Quắc về và đánh đây này. Em nào đi nha, để quắc xem cái nòng nó bị chấm chóc không nha. Đây, nòng bóng nhẫy luôn này. Thấy không ạ? Bên ngoài đây. Nòng gốm nhá, rất dày, nòng gốm nhá. Dùng giữ gìn các bác nhá, dùng giữ gìn, vợ chồng có cãi chửi nhau thì cũng đừng đập nhá, đập nó vỡ đấy. Đây, trong đây. Bên trên đây, răng xanh này. Đây,
hơi hơi có vết dạn đấy nha các bác nhá, nhìn không? Đấy, một chút xíu đâu, chưa dạn đâu ạ. Đấy, có vết nhá, em báo các bác rõ ràng. Đấy. Xoong đẹp nhá, không vỡ nhá, không sứt không mẻ nhá. Răng xanh, đấy, nòng không chưa bị chóc. Cơm cháy 3 cấp độ nhá. Mã số 3. Ngày 20 tháng 5 để bắt là bao nhiêu? Xong đấy, vỡ đáy thôi. 860k. Đấy, 860.000 thôi nhá. Có bảo hành, có cả ship rồi. Đấy, 860.000. Nhớ em một con Mitsubishi này. Hàng rất là nước luôn nha, không có thay pin con này bên trong, gần như mới tinh, quạt gió chưa có một tí bụi đâu nhá. Đấy, Mitsubishi quay sách nhá. Anh quách đây. Bốn xung quanh đây. Sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1015W, có mã là NG ZG10 gạch ngang S. Đấy. Đấy, có xước nano này. Mặt mũi đây. Nhắm giúp em trên là đẹp này. Thay pin rồi nhá, 6 giờ 53 phút. Con này hết pin thay pin rồi. Vừa nấu cơm xong, xong vẫn còn nóng nguyên nhá. Hết cơm qua đêm nó nhà nấu này. Con này gần cuối nó hiện phút các bác nhá, gần cuối nó bị phút, nó không bị phút ngay từ ban đầu đâu ạ. Hủy này. Đấy, hẹn giờ cơm chín này. À, hủy này, menu này. Ừ. À, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. À, giờ này, phút này. Nấu này. Ừ. Hủy này, hâm này, hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. À, các phím hoạt động tốt các bác nhá. Chọn gạo này, ok. Hoạt động tốt. Dây thì rất đẹp và to, dây rất to mà đẹp nhá. Đấy. Có còn hút tốt. Như ở bên trong. Răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt này. Răng xanh mướt nhá. Răng xanh mướt. Ừ. Đấy. Đẹp chưa ạ? Răng xanh mướt. Răng xanh mướt nhá, lòng đây. Lòng ngoài đây. Inox này. Bên trong đây. Đấy, một vài điểm trước trước cấn cấn ở đây nha các bác nhá, đây giữa rồi này. Đấy. Nhỏ xíu các bác nhá, nhỏ xíu. Đấy. Thấy chưa? Đấy, em quay rất rõ nhá. Bên em bán hàng của bạn, các bác vào xem video thì cho vợ chồng em xin một nút like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh, và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Đấy. Bác nào cảm thấy tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Con này hơi hơi có mùi tỏi một tí các bạn. Nè. Mã số 4. Ngày 10/20 tháng 5 để có 600 nhá. Gioăng xanh nồng đẹp, ngoại hình đẹp nha các bác nhá. Đấy, ngoại hình gioăng xong thì gần như mới rồi. Này, nên bác một em gioăng xi tiếp này. Do Yoshi, vua đầu bếp Nhật Bản cao tần IH nhá, thương hiệu chú voi con. Thành quách đây, sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, có mã NPVN10. Đấy, min ra ban nhá, min ra ban. Thành quách bốn quanh đây. Đấy, có cấn móp xước này. Đấy, mặt mũi đây, 6 giờ 57 phút nhá. Dây còn rất đẹp nhá, sản xuất 2017. Nấu đây, chuông còi đầy đủ các bác nhá, 74 phút chương trình nấu cơm ngon này. Hủy này, hâm này, hâm nhanh 8 phút này. Đấy, hủy này, menu này. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Tất cả các phím, các chức năng hoạt động tốt. Dây còn đẹp. Đấy, cót hút tốt thôi nhá. Đấy, bên trong đây. Răng xanh này, răng xanh nhá. Răng xanh. Đấy, mặt trước, mặt sau inox còn sạch đẹp này. Nòng đẹp này. Đấy. Nòng chỉ có sức móng tay, sức mua do quá trình sử dụng thôi, chứ không có chấm chóc nhá. Đấy. Nó nhìn chưa ạ? Bên ngoài này, bên ngoài hơi sức một chút xíu thôi. Đấy, hàng đã qua sử dụng rồi các bác nhá. Đấy, chúng ta mua thì chúng ta cũng hoan hỉ. Đấy là chúng ta cũng tâm niệm. Là hàng mình mua hàng cũ, chẳng may nó có cái sức mót thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Đấy, nên tại sao video nào trước khi lên em cũng chia sẻ 1-2 phút về cái vấn đề chúng ta mua trước khi mua hàng. Đấy. Và trong quá trình mua hàng rồi thì các bác vui lòng không đổi trả các bác nhá. Đấy. Mã số 5, ngày 10/20 tháng 5 để bắt đầu là bao nhiêu? 700k nhá.
700k đời 2017 thôi nhá. Ngoại hình đẹp này, dòng son đẹp này, chỉ huyết sức bóng tay thôi nhá bác. Đây giá này là có cả ship rồi, có cả bảo hành rồi nhá. Cả ship cả bảo hành các bác rồi. Tiếp theo này bác một con Panasonic nhá. Panasonic. À, Panasonic cao tần áp suất điện tử đây. À, màu trắng nhá, sản xuất năm bao nhiêu? 2019 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, có mã là gì đây? SRPP109, thành quách con này đẹp này. À, đẹp nhá. À, không xước móp nhá, mặt mũi còn đẹp này, phím không bong chóc. À, ngắm giúp em nhá. Dây còn đẹp này. À, Bana Econovi tiết kiệm điện SRPP109 này, nấu này. À, thủy này, hâm này, thủy này. À, hẹn giờ cơm chín này. À, nấu này, hủy này, menu à, hủy này, chọn gạo, các phím động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt à, dây còn đẹp à, cót hút khỏe này, 2019 các nhá, Panasonic. À, những dòng này thì chẳng may nó xì thì các bác vẫn xử lý được nhá, bằng cách bác đây lấy cái mũi dao các bác cậy ba cái điểm này lên và các bác nâng lên một chút xíu thôi, nhưng con này đây em có hơi đệm đằng sau này một chút xíu, cái này hết xì luôn các bác nhá. Quan trọng nhất là phải đúng song rong của nó thì nó mới không xì, nhưng mà nếu các bác không đúng song không đúng rong thì làm kiểu gì nó cũng xì thôi. Đấy, quan trọng nó phải chuẩn song rong của nó thì các bác chỉ nâng lên ba điểm này lên một tí thôi. Nếu mà nó nâng nó xì một tí thì các bác không cần phải nâng ba điểm, chỉ nâng một trong ba điểm chỗ xì thôi nhá là ok. Đấy, cậy cái này lên đơn giản thôi, cậy cái ba cái đấy lên để nó cái vấu đây em kê một tí thứ này là hết xì luôn này. Rong rất xanh này, thì hàng đã qua sử dụng rồi thì trong quá trình dùng nó sẽ bị co những cái phần cao su này lại. Đấy, nên nó sẽ hơi xì một chút, em muốn xử lý cho nó dứt điểm. Đấy, áp suất điện tử không nhá, áp suất điện tử nhá, không nói bác về là bảo áp suất mà lại không có bi. Đây là áp suất điện tử nhá, đóng mở bằng van điện tử. Đấy, răng rất xanh này, không có bị mẻ nước ở chỗ nào nhá, không bị mẻ nước chỗ nào. Đấy, mặt đây. Răng đây, xong đây. Này có vết xước nhá. Do quá trình sử dụng. Đấy, em quay kỹ này, đây, có vết xước xước đây. Đấy, ok, 77 nằm đấy. Không xì quá nhá, áp suất điện tử bốn xung quanh này. Đấy, xong rong chuẩn nhá. Đấy, đây bên trong đây. Đấy, dòng này cứ đúng xong rong xử lý siêu trước. Không có một bác không mua ở nhà em nhưng cũng hỏi em về cái dòng này thì em cũng hướng dẫn bác, cái bác xử lý ok. Đấy, em cũng phải hỏi câu đầu tiên là cái nồi này mua về đã xì rồi hay là trong quá trình sử dụng nó mới bị xì, mới bị xì thôi, mới bị xì thì xử lý ok. Đấy, mã số 6 ngày 10 ngày 20 tháng 5 để các bác bao nhiêu? 1.650.000 1.650.000 đó nhá. Đấy, đời cao 2019 nhá, cao tần áp suất điện tử Panasonic siêu bền. Đấy, tiếp theo để bác Hitachi nhá. Đấy, con này chứ em đã lên rồi, có bác dặn nhưng mà lại không đấy. Đấy, này bảo thôi tôi để tôi lấy con đẹp hơn. Đấy, con Hitachi Hi Gương ngon nhá, Hi Gương. Đấy, thành quách thì đẹp này. Đấy, chỗ này có vết xước đây nhá, hai bên. Đấy, nhớ nhìn thấy chưa ạ? Mặt mũi thì đẹp này, chuẩn Hi Gương luôn nhá. Con này vỏ rất dày nhá, vỏ rất cực kỳ dày. Sản xuất năm 2006 đúng không nhỉ? 2006 đấy, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1400, nhưng hôm nay toàn bộ nồi 1 lít và nồi cao tần nhá, có cả cao tần áp suất và cao tần thường. Đấy, để nó ok rồi, con này thì em đã lên rồi nhưng không xì nhá. Đấy, nấu đây. Đấy, áp suất 1.5 luôn các bác nhá, rất khỏe. Hi Gương trong các dòng Hitachi thì chỉ có Hi Gương là nấu cơm ngon nhất. Đấy, hâm này, và con này là có phím hâm bên ngoài, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu đây. Đấy, hủy này. Menu các phím hoạt động rất tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy, Hi Gương nhá, mặt mũi đẹp, vườn viền chrome đẹp nhá. Đáy nước này là không bể vỡ này. Đấy, bên trong đây răng chuẩn nhá, răng chuẩn của nó luôn, rất dày nhá, răng chuẩn rất dày các bác nhá, răng chuẩn luôn nhá. Đấy, áp suất bi răng chuẩn nhá. Đấy, son này bị một vết chấm khá là rộng rồi nhưng mà không dính cơm quá nhá, bao các bác không dính cơm. Đấy, em thực ra son thì em rất nhiều son dòng này nhưng mà cho vào nó xỉ, cho vào nó xỉ, son đẹp em có nhưng mà cho vào nó xỉ nhận. Đây son chuẩn của nó đúng không ạ, Hi Gương nhá, rất dày luôn, bên trong đây có vết xước mất cái chống dính đây nhá, nhưng mà không dính cơm một tí nào nhá, bác yên tâm đi ạ, bao các bác không dính cơm nhá. Em còn nhìn cái phần chống dính của nó này, phải chuẩn rong rong của nó thì nó mới không xỉ, còn nếu mà không đúng là nó xỉ ngay. Nên nhiều lúc các bác mua không hiểu rõ là người ta cho cái xong đẹp vào là nó bị về, các bác xử lý kiểu gì nó cũng xỉ. Con này đúng chuẩn rong rong nhá, không xỉ nhá.
Đấy, nấu cơm thoải mái nhé, áp suất lớn. Đấy. Hitachi gương mã số 7 ngày 20 tháng 5 để các bác 520k. Đấy, 520.000 nha, giá này cả cước rồi các bác nhá. Tính là còn hơn 400 thôi. Giá này cả cước rồi. Nên các bác một em mana vuông nhá, mana vuông. Đấy. Em mana vuông, con này mặt mũi đẹp này, mặt mũi đẹp nhá. Mặt mũi đẹp. Đấy, thành quách đây. Đấy, vẫn có xước nano nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1000 mấy trăm mắt, 200 mắt nhé, SRHA102, thành quách đây, mặt mũi đây. Mặt mũi rất đẹp nhé, pin thay rồi nhé các bác nhé. Nấu này, 43 phút này, thủy này, menu này, 56 phút này, thủy này, giờ cơm chín này, giờ phút nấu, hủy, hâm, các phím hoạt động tốt các bác nhé. Đấy, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Ok chị ạ. Hủy này. Dây vẫn hút hết nhá, hơi yếu mà hút vẫn hết nhá. Đây. Xong thì bên ngoài thì có xước này, có xước nhá, có xước. Bên trong thì đẹp này, bên trong đẹp nhá. Bên trong thì đẹp. Mà từ từ đã, con này em thấy là bật nút hâm nó cũng đã nóng xoong nhiều này rồi. Có vấn đề gì không? Thế này vẫn ấn nút hâm mà lại quạt gió vẫn chạy. Ấn nút hâm mà lại quạt gió vẫn chạy này. Con này có vấn đề rồi, con này có vấn đề rồi các bác nhá. Ấn nút hâm mà quạt gió vẫn chạy là có vấn đề rồi. Nút hâm dòng này là quạt gió không chạy vì nó không có chức năng hâm nhanh. Để em test đã, con này để lại sau. Nè, Manavat các bác nhá. Manavat, đấy. Không phải là cứ lên điện là chạy được đâu, nó còn nhiều cái vấn đề ABC lắm. Manavat này, nấu này. Đấy, hủy này. Hâm này. Đấy, hâm là quạt gió không được chạy các bác nhá. Dòng vì dòng này nó không phải là hâm nhanh, nó là hâm từ nhưng không phải hâm nhanh, nên là quạt gió không chạy. Đấy, hẹn giờ cơm chín này. Phút này, giờ này. Nấu này. Hủy này. Đấy. Menu này, đấy. Các phím hoạt động rất là tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy, dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp. Dây còn đẹp này. Một em Banavat sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W. Có mã là SRHG104. Đấy, mà mũi thành quách đây. Ngắm giúp em nhá. Mặt trên này. 7 giờ 5 phút nhá. Điện đóm ok rồi, đi ở bên trong. Ui giời, con này gioăng xanh mướt này. Gioăng xanh mướt nhá, như mới nhá. Mặt trước mặt sau này. Gioăng như mới nhá. Xoong cũng như mới này. À, xoong như mới nhá. Gioăng như mới, xoong như mới này. Bán có bảo hành nhá. Đấy. Có bao ship. Ui giời, bên ngoài đẹp đấy này. Con này không phải là moi ra. Xoong gioăng đẹp các bác nhá. Xoong gioăng cực kỳ đẹp, bên trong bên ngoài như mới nhá. Này. Rất sạch đẹp nhá. Xoong không tì vết luôn. Nhìn thấy chưa? Xoong cũng thế nhá. Xoong xoong đẹp này, xin các bác con này 690k nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. Mã số 7, mã số 8. Ngày 20 tháng 5 690k. Banavat nhá, đời 2010 nhưng mà xoong xoong các bác nhìn này. Không tì vết nhá. Ống ánh kim tuyến luôn nhá. Ống ánh kim tuyến luôn đấy, một vài vết xước xước môi thôi. Đấy, mọi nhìn thấy không? Đẹp chưa? Bên ngoài còn đẹp này. Xong giống như mới. Banavat. Tiếp theo. Đấy. Roy UC nhá. Cao tần IH vua đầu bếp Nhật Bản, sản xuất đời cao 2019 nhá. Nấu này. Đấy. Có mã NPVI10, hủy này, hâm này, hâm nhanh 8 phút này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu này, đấy, hủy này, menu, các phím chức năng hoạt động tốt các bác nhá, các phím chức năng hoạt động tốt, dây còn rất to này, đấy, dây rất to nhá, hút tốt nhá, đấy, sản xuất 2019 nhá, đây con này khuyết điểm nó đâu nhỉ,
Đây, đây nó bị vận chuyển nó bị vỡ nứt chỗ này nhá. Đây, đâu nhỉ? Hàn vào rồi, đây hàn vào rồi. Bao nhìn nó thấy không? Không không thấy đúng không? Đây. Mép đây. Em đã hàn rất là chắc chắn nhá. Em yên tâm đi ạ. 2019 nhá. Đấy, báo rõ nhìn ra cái gì? Đây, báo rõ các bác. Đây, quay nhìn thấy bước trước đây chưa? Đấy. Điện áp 100V công suất 1 lít, dung tích 1 lít điện áp 100V. Đấy, min ra ban đây, ra ban. Thành quách đây. 2019 các bác nhá. Mặt mũi đây, có sức nano ở đây này. Đấy, đáy thì dưới vận chuyển có nứt vỡ nhá. Em đã hàn cho bác đẹp rồi. Đấy, nhiều lúc hàn xong còn nhìn không thấy vết đâu. Đấy, răng xanh này. Đấy, răng xanh mướt này, mặt trước mặt sau. Nóng đẹp nhá. Sức môi thôi. Nóng đẹp này. Đấy. Nguyên là băm bổ kiểu gì mà trông nó xước kinh như này. Đấy. Để xa này nhìn rất là đẹp nhá. Không có chấm chóc gì nhá. Chỉ biết sức môi thôi. Đấy. Bên ngoài đây, đáy không xước nhá, đáy không xước. Bên trong đây sạch sẽ này. Sạch sẽ này. Đấy. 2019 nhá, để các bác giá 830.000. Răng xanh nóng đẹp này. Đấy. Nóng đẹp đấy nhá. Đấy. Không có chấm chóc gì nhá. Biết xước môi thôi. Nước chống dính còn đẹp nguyên nhá. 830.000 mã số không? 9 ngày 20 tháng 5 830k. 830.000 các bạn nhá. Đây, nên bác một em Mitsubishi màu trắng này. Mitsubishi màu trắng nhá. Sản xuất năm 2018 này, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1005W nhá. Đấy, con này lắp ráp tại Trung Quốc nhá, in China đây. In China. Đấy. Mã NJH N106V kép, bốn xung quanh có cấn móp mờ này. Thay pin nhá, bây giờ là 7 giờ 9 phút, mặt mũi đẹp này, màu trắng nhá. Đấy, Mitsubishi quay sách. Nấu này. Dòng này nấu không hiện phút ngay từ ban đầu, bác đi như thế. Nấu này. Đây này. Ui, quần gió nó chạy rồi, em tưởng chưa chạy, êm quá. Hâm này. Đấy. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy. Hủy này, chọn gạo này. Hủy này. Hâm này. Menu các phím các chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu to. À, dây còn rất đẹp nhá. Mitsubishi đời 2018 nhá. Lắp ráp tại đâu thì nguồn gốc ở đấy thôi, không quan trọng gì đâu các bác. Đấy, vẫn là dành cho người Nhật, điện 100V, răng xanh nhá. Răng xanh mướt này. Răng xanh mướt nhá. Mặt trước mặt sau đây. Răng xanh nhá. Nòng có vết xước này, nòng có vết xước này. Trước chấm nhá các bác nhá, trước chấm. Không dính cơm nhá, bao bác không dính cơm. Đấy. Bao bác không dính cơm. Bên trong sạch sẽ này. Bên trên đây. Đấy. Điện đóm ok nhá. Để các bác con này bao nhiêu? 490.000. 490.000 thôi các bác nhá. 490.000. Mã số 11, mã số 89, số 10. 20 tháng 5 đấy, 490k. 490.000 nhá. Đấy. 490.000. Tiếp theo do GC các bạn này, do GC lần này về rất nhiều. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, thương hiệu chú voi. Do GC, cơm thương hiệu cơm voi Nhật Bản, đây có sức đây các bạn nhá. Đấy, mã NPVC10, điện áp 100V, đấy pin ra ban này, đấy có sức nhá, có sức này. Thành vách đây. Mặt mũi đây, màn hình đây. Xem giúp em nhá. Nấu đây, chuông còi kêu tốt nhá, hủy này. Đấy, thâm này, thâm nhanh 8 phút này. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này, hủy này. Menu các phím có chức năng hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to này. Răng xanh này, răng rất xanh nhá, xanh mướt luôn đấy ạ. Răng xanh nóng đẹp nhá, nóng này cũng đẹp này. Còn máy vết chấm nhỏ ni ti thôi. Xước thôi nhá, xước thôi. Bao bác không dính cơm nhá. Lòng lần này về cái nô này nó bị người ta băm bổ kiểu gì. Không bị chóc sơn nhưng mà nó có rất nhiều vết xước. Đấy, mặt trước, mặt sau, mặt trong đẹp này. Mặt trước, mặt trong, mặt sau đẹp nhá. Cái này để các bác bao nhiêu? Đời 13 nhá, 690.000. 11. Ngày 20. Đang làm để có 690 nhá.
Đấy, 690.000 thì bác đã sở hữu một chiếc nồi cao tần rồi. Giá này là cả cước nhé, còn bán còn có bảo hành nữa. Đây, nên có một em Nationa nhá, Nationa van tròn. Nationa van tròn hai bưng nấu IH nhá. Đây mặt mũi thành quách đây, con này còn khá đẹp này. Vẫn có vết nguyết xước mở nhá. Đấy, mặt mũi chỗ này không bị xước này. Mặt trên cũng còn đẹp này. Bốn xung quanh đây. Nationa sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W, có mã là SRHG10J5. Đây là gần như đời chót của dòng Nationa, sau khi sau năm này thì sẽ bán lại cho ông Panasonic rồi, thương hiệu. Nên là về những đời sau thì ông Panasonic thì những cái hình dáng nó vẫn giống hệt ông này, nó chỉ thay cái Nationa bằng hãng Panasonic thôi. Thì này, âm này, những dòng này thì các bác cứ chạy nhá, cứ bật là nấu cơm thôi, không bao giờ nỗi, không bao giờ hỏng. Em cam kết các bác như vậy. Từ năm này qua năm khác, lưu ý không cắm nhầm điện nhá. Hâm này. Đấy, menu này. Các phí vận động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Các phí vận động rất tốt nhá, chuông còi kêu to. Nè. Ngoài inox nhá. Bên trong lòng thật cực kỳ đẹp này. Đây có hạt cát nằm đây đúng không? Đây. Đấy, nhìn thấy bóng không? Lớp chống dính rất bóng nhá, rất bóng. Đấy, để em xa, để sao nhìn thấy đấy, cố đúng một hạt cát tay em chỉ từ trên xuống dưới nhá, đẹp này. Đấy, răng xanh này, đấy, răng xanh mướt nhá. Đấy, còn bên cái răng phụ trong này thì còn gần như con nào cũng bị các bạn. Đấy, đúng không? Bác để ý Nationa, ông nào cũng bị vàng cái răng này, không hiểu lý do kiểu gì. Hay nó do nó làm cái đợt đấy là thời gian đấy là cái răng này nó bị kém hay là như nào đấy mà con nào thì cũng bị vàng cái răng này. Đây. Ngắm giúp em nhá. Đấy. Không ảnh hưởng gì các bác nhá, bên trong thôi. Đấy, toàn bộ là nhiệt độ nó nằm ở đây hết. Đấy, khi nào nó xì hơi ra, từ trong này nó sôi nó xì ra thì toàn bộ ông này chịu hết cái nhiệt độ này. Ông này bị nhiệt độ cao. Đấy, nên là bị đổi màu. Bên dưới đây được cái là nòng xoong rất đẹp các nhá, nòng xoong cực kỳ đẹp, ngoại hình đẹp, nòng đẹp này, nòng đẹp đấy, một chấm hạt cát duy nhất thôi. Nationa để có bao nhiêu, đã 12 tháng 5 để các bác 710.000 nhá, mã số 12 710.000. 14 các bác nhá, 14 em nên do GC tiếp này. Đấy. Sản xuất năm 2015 nhá, dung tích 1 lít con này mặt rất đẹp luôn này. 16:39. Con này mặt mũi thành quách sạch sẽ em cực kỳ đẹp. Đấy. MNPVN10. Đấy, Made in Japan, thành quách đây. Đấy. Mặt này, màn hình sáng quắc này, trên là đẹp này. Con này thay pin rồi các bác nhá, thay pin rồi. Chưa chỉnh giờ, thay pin chưa chỉnh giờ này, em chỉnh giờ luôn. 7:16 thôi chứ. 7:16. Giờ rất đẹp con này, ngoại hình dây còn đẹp này, màn hình sáng này. Nấu này, để chuông còi đầy đủ các bác nhá. Thủy này, em bán có bảo hành nhưng mà yên tâm đi, nhận hàng. Yên tâm nhận hàng các bác nhá. Đấy. Còn các bác trong lúc nhận hàng mà sử dụng như nào thì các bác chưa biết sử dụng thì cứ alo cho bên em, nấu này. Thủy này, đấy. Gạo không vo này, menu này. Các phí một độ rất là tốt các bác nhá. Đấy, con này đẹp đây. Đây, dây này. Rất là xanh nhờ mới nhá. Răng xanh này. Răng rất là xanh. Mặt trước mặt sau này. Lòng đẹp này. Không có chấm chóc này. Chỉ biết sức móng tay nhá. Đấy. Con nhìn giúp em nhá. Ngoại hình con này rất đẹp luôn. Xoong giòn đẹp. Cũng bị xước nhưng mà mờ hơn những con kia nhá. Bên ngoài này, đáy hơi có sức sức một chút xíu này. Đấy, bên trên bên dưới sạch đẹp chưa ạ? Mới chưa ạ? Rất đẹp nha các bác nhá. Xin nó 720.000 nhá. 720.000, ngoại hình con này thì không thể trừ được đâu rồi. Tất cả bao nguyên zin nguyên bản nha các bác nhá. Mã số 14. Ngày 20 tháng 5 để có 720k. 720.000 các bác nhá. Đấy, em có 2 con em xả các bác nhá.
Một đầu tiên là một con song gốm này. Đầu tiên là một em song gốm nhá. À, song gốm màn hình nét. À, gốm cháy 3 cấp độ nhá. Xả quá nhá, em bán con xả là không bảo hành. Đấy, tất cả chữ cư này em sẽ báo các bác luôn. Nấu này. Đấy. Chạy ok là màn hình nét nhá. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Giờ này. Phút này. Nấu này. Đấy, hoạt động tốt nhá, các phím hoạt động tốt này, hủy này. Đấy. Hâm cơm này. Hủy này. Đấy. Đây là các chức năng hâm nhá. Đấy, hâm nhanh hay hâm 6 tiếng hay hâm nhanh hâm chậm nhá, hâm nóng vừa vừa nhá. Hủy này. Đấy. Menu này. Đấy. Màn hình rất là sáng nhá. Đấy. Cháy 3 cấp độ này. Đấy. Ok chưa? Các phím hoạt động tốt nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy, con nó có mấy nhược điểm đây. Đầu tiên là vận chuyển cũng bị vỡ đáy nhá. Hai con đều vỡ đáy. Đấy, vỡ đáy. Nhưng bên dưới nhá, không ảnh hưởng gì. Bên dưới nhá. Đấy, vỡ đáy. Thành quách đây. Song gốm nhá, 3 cấp độ, mặt mũi đây. Đấy. Thứ hai. Bỏ cái song này đã. Bỏ song đã, đây song này, cho bác xem song luôn. Song này đẹp nhá, không có chấm chóc gì nhá. À, song đẹp này. Đấy. Song đẹp nhá, này. Đẹp nâu đi cho bác xem. Này. Đấy, không chấm chóc nhá, không bị bong chóc gì. Song gốm nhá, không bị nứt, không bị vỡ, không bị mẻ nhá. Không nứt, không vỡ, không mẻ. Đấy, đáy song đây thì có đen đen cháy cháy đây rồi. Đấy, người ta nấu ăn người ta dùng cả để nấu ăn mà, có dầu mỡ nó bám đây. Đấy. Đây, nhược điểm nó ở đây là cổ này nhá, cổ này bị nứt này. Nhìn thấy không? Đấy, cổ bị nứt nhá. Cổ bị... không ảnh hưởng gì nhá, đây bên trong đây. Đấy. Loang đây. Đấy. Loang xanh đẹp nhá, không rách không nứt nhá. Đấy, mặt sau đây, mặt xi đây. Đấy. Bên trên đây. Đấy, xả em vẫn quay cho bác chi tiết như thế. Song gốm thôi nhá, song gốm. Đấy. Không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy. Đấy. Dây hút không hết này, dây hút không hết nhá. Đấy là những cái nhược điểm của nó, điện nó ok rồi nhá. Đấy, mọi thứ em đã báo các bác rất chi tiết rồi, xả nhá các bác lưu ý. Không đến mức mua về đã xả đã lỗ tiền, nói thật là những con này là lỗ luôn. Đấy, là lỗ. Đấy, trên tổng thể thì con nọ bún kia, nhưng mà trên bản thân con này là vận chuyển bị vỡ và em bán giá này là chắc chắn lỗ. Đấy, nhưng các bác lưu ý là tìm hiểu kỹ trước khi mua lại không nhận lại mất tiền cước của em thôi nhá. Xả này để các bác, con này bao nhiêu? 450k. Đấy, nòng gốm nhá, bán cho bác bộ mạch và cái nòng với do. Đấy, cái đấy nếu bác nào có thay, còn không có không thay không sao nhá, không thay không sao, không ảnh hưởng gì hết. Đấy. Bí mít ngon lành rồi đấy, thay pin cho bác rồi đấy nhá. Tiếp theo xả có bác một em mít trắng này, mít trắng này, sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V này, min China nhá. Đấy, con này là nòng giòn xấu, mặt mũi gì đẹp. Đấy, mua về bác lấy mạch hoặc sơ cua nấu cơm hay là nấu kho cá thoải mái nhá. Đây, nó hơi nước đây một tí này, bác nhìn thấy chưa? Đấy. À, báo chỗ phần này nhá. Thật ra đây là nồi cao tần thường, không phải áp suất nên là răng như thế không ảnh hưởng gì, vẫn nấu nữa bình thường. Nòng xấu nhá, nòng xấu đi, nòng chấm chóc xấu nhá, nhưng không dính cơm đâu, vẫn nấu cơm nấu nước nấu trôi giáo trẻ thoải mái, kho cá mặt ngoài đây. Đấy. Bên trong đây sạch sẽ này. Đấy. Xả bác nhá, về lấy mạch hoặc là sơ cua hoặc nấu nướng bình thường nhá, tất cả nấu nướng bình thường. Bao cơm chín các bác nhá, bao cơm chín. Mã số xả 2. Để bác con này 280k. Đấy. Đúng bằng công các bác đi sửa nhá. Còn bác còn vẫn được dây này. Dây này. Đấy. Song giòn này, mạch này, ngoại hình thì con tương đối nhá, tem nhãn, pin nước đầy đủ rồi nhá. Đấy. Cái mã xả 2 cũng là kết thúc cái video buổi sáng của các em ngày hôm nay nhá. Đấy, thì các bác có mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969888508. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, các bác có vấn đề gì trong quá trình sử dụng thì cứ alo trực tiếp cho bên nhà em. Em sẽ hướng dẫn các bác xử lý, hoặc là có vấn đề gì thì bên em sẽ có hỗ trợ bảo hành các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác. Đấy, kính chúc các bác một ngày mới, một tuần mới may mắn bình an. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.